Chào mừng tất cả các bạn đã đến với channel của mình trong ngày hôm nay. Và mình chính là người kể chuyện KSD đây. Và bây giờ, để mình kể cho tất cả các bạn nghe một câu chuyện hết sức kỳ lạ cũng như có phần kinh dị khi mình khám phá ra được một cái hang động bí ẩn trong thế giới Minecraft. Và câu chuyện sẽ được diễn ra như sau. Để mà nói thì không hiểu lý do vì sao mà hiện tại khi mình sinh tồn trong cái thế giới Minecraft này đó nha, mình cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm. Mọi thứ tới tận lúc này luôn đang diễn ra đó hả, cực kỳ thuận lợi và cực kỳ bình yên. Trong thế giới Minecraft không thể nào như vậy được hết trơn hết á. Bởi vì gần như á nha, lúc nào đó mà mình sinh tồn trong thế giới Minecraft thì mình cũng sẽ gặp phải chuyện kỳ lạ hết trơn. Vậy thì tại sao thế giới Minecraft ngày hôm nay lại trở nên bình yên như thế này? Mà người ta đó hả, vẫn thường hay nói rồi đó, lúc nào cũng như vậy, trước khi mà một cơn bão cực kỳ mạnh sẽ tới thì hả, lúc nào á nha, mọi thứ cũng rất là bình yên luôn. Thôi được rồi, dù gì đó hả, nếu như đó nha, mà mình có thể có được những giây phút bình yên như thế này đó thì cũng tốt thôi chứ không gì hết trơn. Nên là hy vọng rằng thế giới Minecraft ngày hôm nay sẽ tiếp tục như thế này với mình. Và bây giờ có vẻ như đó là mình đã tới được một khu vực gỗ sim gai. Ôi trời đất ơi, hay còn có thể gọi đó nha, đây chính là khu vực được gọi là sa mạc Sahara hay sao đó, mình thấy có nhiều người nói như vậy. Thì khu này đó hả, cũng chính là một trong những khu mà mình khá là không thích. Bởi vì đây đó nha, là một nơi cực kỳ cằn cỗi luôn. Nó thiếu nhiều tài nguyên lắm. Rồi còn chưa kể nữa, mình thật sự không hề thích cái gỗ sim gai này tí nào cả. Bởi vì gỗ sim gai xấu lắm luôn á. Và coi kìa thấy không, ở phía bên kia đó nha, có vẻ như đó hả là do sa mạc Sahara này quá nóng nên là đó hả đã xuất hiện ra những tia lửa kìa, và nó đang làm cháy rừng. Oh my god. Thôi được rồi, bây giờ mình nghĩ rằng mình nên mau chóng tìm nơi trốn cũng như đó hả là tìm nơi trú ẩn thôi trước khi trời tối. Bởi vì hiện tại bây giờ trong người của mình đó nha, mình không có được bất cứ đó hả một miếng len cù nào cả, mình không hề nhìn thấy một con cù nữa hết trơn đó, nên khá là xui xẻo. Và bây giờ wow, ở trước mặt của mình có một ngôi làng kìa. Và ơi, từ từ đó nha, mình nhìn thấy đó hả, có vẻ như á là ngôi làng này có người. Đâu, để mình lại gần có thử coi. Ôi, lâu lắm luôn rồi đó nha, mình mới thấy được đó hả, một ngôi làng có người luôn á. Và làm ơn, đây á hả, hãy là một ngôi làng bình thường đi. Và ông dân làng ơi, ông là ông dân làng bình thường đúng không vậy? Đúng không? Ôi, đúng rồi, đây là một dân làng bình thường. Nhưng mà đó nha, để chắc ăn mình sẽ chuẩn luôn. Ông dân làng này không biết giao tiếp với mình, mà ông ta đó nha chỉ là một dân làng đổi đồ mà thôi. Và ông ta đó hả là một ngư dân. Vậy chứng tỏ ngôi làng này đó nha chính là một ngôi làng đó hả, không hề có quái vật cũng như đó là không hề có chuyện kỳ lạ bí ẩn gì xảy ra cả. Một ngôi làng hết sức bình thường trong thế giới Minecraft luôn á. Nhưng mà như mình đã nói rồi đó, làm thế quái nào mà mọi thứ đó hả có thể diễn ra một cách bình yên cũng như diễn ra một cách cực kỳ bình thường như vậy được cơ chứ. Bình thường đó hả, ở trong thế giới Minecraft khi mà mình nhìn thấy một ngôi làng đó nha thì chắc chắn đó là ngôi làng ấy có chuyện. Vậy mà tại sao bây giờ ngôi làng này chẳng hề có gì xảy ra cả? Đâu, để mình thử cố gắng giao tiếp lại mấy ông dân làng coi. Ông này đó hả là một nông dân, còn ông dân làng này thì là gì đây? Ông ta là... Ôi, hình như là ông dân làng này không là gì cả. Mình không thể tài nào đổi đồ với ông ta được. Ông dân làng này thì sao? Ông ta là một người chăn nuôi. Còn ông dân làng này, ông ta cũng là nông dân luôn. Ông này thì sao? Ông ta là thủ thư. Ok. Vậy là... Ôi, từ, mình nói hơi sớm rồi. Hãy nhìn nè, ở phía trước mặt của mình đó nha, có một ông dân làng. Nhưng mà nhìn khuôn mặt của ông ta đó hả, đang cực kỳ lo lắng và hoảng sợ luôn á. Giống như là ông ta đang sợ cái gì đó. Nè ông dân làng ơi, ông đang sợ hãi điều gì vậy? Tại sao đó hả, nhìn mặt ông lại sợ hãi với ông dân làng? Ông bị gì vậy? Dân làng lo lắng, tôi đang lo quá người lạ ạ. Hả? Ông đang lo hả? Ông lo cái gì mới được? Hiện tại ngôi làng đang bị thiếu mất 3 dân làng. Wait what? Ngôi làng đông như vậy mà thiếu mất 3 dân làng sao? Nhưng mà tại sao lại thiếu? Bọn họ nói rằng bọn họ vừa khám phá ra được một cái hang kỳ lạ, nên bọn họ đã đi ra ngoài và tìm hiểu về nó. Hả? Cái gì? 3 ông dân làng đã khám phá ra được một cái hang cực kỳ bí ẩn cũng như đó hả là một cái hang cực kỳ rộng lớn trong thế giới Minecraft,
và bọn họ đi tìm hiểu, nhưng mà bọn họ mãi không quay trở về hả? Đã bao lâu rồi hả ông Nhân Lạng, bao lâu rồi? Nhưng đã hơn 3 ngày rồi mà họ vẫn chưa về. Trời đất ơi, đi khám phá cái hang thôi 3 ngày vẫn chưa về luôn hả? Cái gì thế? Chuyện gì vậy trời ơi? Thật sự luôn á nha, ngay cả tôi đó hả cũng khó hiểu đó ông Dân Làng. Hay là bây giờ thôi được rồi ông Dân Làng ơi, tôi đó nha sẽ giúp ông đó hả đi tìm ba ông Dân Làng đó. Tuy nhiên đổi lại ông hãy cho tôi một nơi để ngủ nha. Thiệt sự á, bởi vì đó tôi thấy rằng đó ngoài này nè cực kỳ to và rộng lớn luôn á, nên là ông Dân Làng ơi, tôi giúp ông và hãy cho tôi đó nha một nơi để ngủ nhé. Người lạ ơi, giúp tôi với, tôi thật sự mang ơn cậu nhiều lắm. Ok, để tôi giúp ông. Nhưng mà ông Dân Làng ơi, cho tôi biết đi nha, là ba cái ông Dân Làng kia đó hả đã đi đâu và khám phá cái hang đó là ở chỗ nào hả? Bọn họ đi về hướng trước mặt của cậu đó. Trước mặt của tôi à? Được rồi, cảm ơn ông Dân Làng nhiều nha. Vậy thì để tôi đi tìm ba ông Dân Làng đó cho. Rồi, vậy là có vẻ như đó hả, những chuyện kỳ lạ bí ẩn vẫn sẽ mãi mãi theo đuôi mình mà không bao giờ dứt. Ngày hôm nay cũng như thế, mình cứ tưởng rằng đó nha là mình sẽ có được một video Minecraft sinh tồn bình thường. Tuy nhiên không thể nào, bây giờ đó hả mình sẽ phải đi tìm ba ông Dân Làng mất tích kia và để mình coi thử xem đó hả là liệu ba ông Dân Làng ấy đã đi đâu. Dựa theo lời của ba của ông Dân Làng hoảng sợ nói rằng thì ba ông Dân Làng này đi về hướng này và những ông Dân Làng ấy đó nha đã đi tìm một cái hang, đi khám phá ra hả một cái hang cực kỳ bự luôn, nhưng mà mình không hề nhìn thấy một cái hang nào cả. Vậy là sao ta? Từ từ, ở đây thì mình thấy có một cái lỗ, mà cái lỗ này hình như là lỗ đất thôi à. Đâu, để mình thử mình nhìn vô coi. Và ôi, cái gì vậy? Tại sao ở đằng sau cái lỗ đất này đó nha lại có một bức tường redstone vậy trời? Cái gì thế? Hả? Thôi được rồi, điều này đó hả là mình cảm thấy khá là khó hiểu. Bây giờ mình sẽ thử đi, mình sẽ làm ra hả một cái xẻng sắt nha. Và bây giờ mình sẽ thử đào cái hả khu đất này để mình có thể tiến vào bên trong đó hả cái hang, xem đó hả cái hang này trông như thế nào nha. Và ôi, hãy nhìn nè, cái hang này được bao phủ bởi redstone luôn. Ôi ôi, bảo sao mấy ông Dân Làng đã khó hiểu rồi đi tìm hiểu về nó, ngay cả mình đó nha cũng không thể tài nào tin được á là lại có một cái hang redstone như thế này ở trên mặt đất trong thế giới Minecraft luôn á. Đây là điều không thể nào. Thôi được rồi, để mình tiếp tục dùng xẻng coi. Và bây giờ, oh my god, cái gì thế này? Trời đất ơi, nhìn nè, bên trong cái hang này toàn là redstone thôi à. Và điều đặc biệt nhất đó nha là có rất nhiều máu me dính quanh cái hang luôn nè. Rồi 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 rồi, cái cục này là cái cục gì đây? Tại sao đó nha nó lại có sửa cái hang? Và cái gì vậy? Ôi, nước. Wait what? Tại sao lại có nước ở trong cái hang như này mà chỉ là những giọt nước li ti nhỏ xíu mà thôi? Mình thật sự đang không hiểu luôn á. Những giọt nước này là sao ta? Và bây giờ hãy coi nè, ở đây đó nha, mình có thể nhìn thấy được á là có hai hướng, hướng bên trái và hướng bên phải. Vậy thì bây giờ mình sẽ đi hướng nào đây ta? Thôi được rồi, chắc đó nha là mình sẽ đi về hướng bên phải đi. Dù gì đó hả, bên phải đó hả cũng sẽ là bên an toàn hơn. Thông thường là như thế á, bởi vì bên phải đó nha chính là chính nghĩa là lẽ phải á. Được rồi, mình sẽ đi về phía bên phải vậy. Và ôi, tối đen như mực à, mình không thể tài nào nhìn thấy được gì hết trơn hết á. Rồi, thôi kệ cái đi thôi, mình nhìn thấy được có rất nhiều những giọt nước li ti đang bám trên tường nè. Mấy cái giọt nước này là cái gì ta? Và ôi, hả ơi, từ, ở đây nè, mình nhìn thấy bóng người. Và đây, ôi, đây là ba ông Dân Làng mà. Nhưng mà hồi đó nổi mấy nịt, hình như nói nha là cả ba ông Dân Làng đều bị thối rữa rồi. Wait what? Thối rữa là sao? Cái gì thế? Cái gì mà đáng sợ quá vậy hả trời? Ôi, tự nhiên bây giờ đó nha mình thấy cái tí gì đó giống như là có ai đó đang nhốt nhép nhai hay sao á. Hay là đừng nói với mình rằng đó nha là cái hang này đang bắt đầu muốn ăn tươi nuốt sống mình, giống như hả là cách mà nó đã ăn tươi nuốt sống ba ông Dân Làng này. Ba ông Dân Làng này nè đang dần dần bị thối rữa trong cái hang này đó. Thôi, chạy lại, ô cái gì vậy? Ô cái này cái gì đây? What the hell, cái gì đây trời ơi? Ô cái gì vậy? Bị gì đây? Ô một cái biển, oh my god, ô cái biển, chạy lại, what the
Wait what? Hả? Bây giờ mới coi là trời tối rồi. Và hãy nhìn nè. Wait what? Oh my god, hãy nhìn đi. Cái hang này nè, thật sự đó nha, không phải đó hả, là một cái hang bình thường đâu, mà nó là một cái hang ăn thịt người á, một cái hang của quái vật, một cái hang của loài gì đó mình không biết nữa. Mà cái coi nè. Ôi, bảo sao đó nha, nhìn kỹ đi. Cái hang này nè, khi mà mình đi vô đó hả thì mình vẫn chưa hề thấy cái gì cả, nhưng mà mình may mắn trốn thoát được, mình rời khỏi đó được đó nha. Thì hãy coi nè, bây giờ ở trước cửa hang có nguyên một cái hàm răng luôn. Bảo sao ba ông dân làng kia đó hả đã bị kẹt lại vĩnh viễn bên trong cái hang đó. Bởi vì không phải cái hang đâu, đây chính là một cái miệng của một con quái vật, và nó sẽ ăn tươi nuốt sống các dân làng. Cái cục hồi nãy đó nha, chính là cái cục ở trong miệng con người á. Cái gì thế này? Đâu, từ từ nha, để mình thử lại lần còn lại thử coi. Và hãy nhìn nè, ôi hàm răng của nó ghê quá đi. Ôi, nó hét lên kìa, nó gừ, nó gào mình kìa. Cái gì đó? Oh no! Và các bạn ạ, đó chính là toàn bộ câu chuyện kinh dị về việc lý do vì sao mà đôi khi mình nghĩ rằng các bạn nên thực sự cẩn thận với những gì mà các bạn chuẩn bị tiến vào. Bởi vì rất có thể cái hang hay là một ngôi nhà hoặc là một hầm mỏ gì đó mà các bạn đang chuẩn bị bước vào để mà khám phá thì thật sự đó không phải là bản chất của chúng đâu, mà rất có thể đó chính là cách mà những con quái vật có thể dùng để mà đánh lừa các bạn đấy. Và bây giờ mình nghĩ rằng mình sẽ phải tạm thời dừng lại video này ở đây. Các bạn ơi, các bạn thích video này hãy cho mình một lượt like. Và nếu như bạn muốn nghe tiếp những câu chuyện kinh dị đến từ mình, hãy cho mình luôn cả một nút đăng ký. Và đừng quên hãy bình luận đã xem hết nếu như các bạn đã coi hết video của mình trong ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại và đừng hoảng sợ. Falling, I'ma keep on falling, falling.